chào các bạn. Hôm nay GearShop xin giới thiệu với các bạn màn hình gaming 144Hz là Benway XL Ultimate Sport Gaming Monitor. Mã của nó là cái gì đây? Xin tạm thời các bạn lên mạng sạch nha. À, bây giờ mình sẽ khui ra. Đầu tiên là đây, nhìn nha, bên ngoài là một cái hùng to ơi là to, khác thường với những cái màn hình khác và bốn cạnh bự nhưng mà cũng khá nặng. Rồi mình bắt đầu khui. Bên trong là mình có đủ phụ kiện, mình có sách hướng dẫn để tự giới catalog gì đó bạn không cần quan tâm. Chân bằng sắt và cứng cáp. Đây là một lớp nhám chứ không phải là bóng. Tiếp theo là gỡ cái nắp này ra. Đây nó còn. Bọc siêu dây nguồn, đây là cổng kết nối DVI version 1 phải. Dây nguồn rồi, nhân vật quan trọng. Cái gì vậy? Cái này. Ê. Đây, màn hình Benway. Không bự lắm nhưng mà khách nặng chua. Với cái mặt nhám rất là ok. Cái cổng kết nối em có đi xuất đi nhà các đề mà hết. Bây giờ tôi sẽ mình đẹp tất cả ra. Rồi, chúng ta tới với version 2, lắp ráp siêu nhân biến hình. Ok, đúc một phát ăn ngay. Chúng ta cần phải dặn ốc em nó. Ốc với cái chốt, nếu chúng ta dặn tay không cần hoặc dặn bằng vít cho những người làm biến, chẳng hạn như là mình. Ok, cứng nhắc. Sao? Nói quá rồi.